Rồi, hello em, theo chị Tường vào trong nha. Rồi, tới ghế rồi đây em, ngồi vô cưng. Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ ra. Đây, chị Tường giúp cho. Rồi, chào bạn. Dạ, xin chào chị Cát Tường ạ. Em tên là Phạm Văn Sáng, sinh sống và làm việc tại Lagui Bình Thuận. Bình Thuận, mình làm công việc gì Sáng? Dạ, em có mở một cái cơ sở sắt tại nhà mình tự tự nhặn và làm. Cụ thể là làm gì em? Dạ, em làm sắt nhôm, kiểu như là mình nhặn một cái nhà nào đó, người ta muốn làm cửa, hàng rào hay mái vòm gì đó là mình tới mình nhặn và mình tự thiết kế mình làm. Em trực tiếp làm luôn hay sao? Dạ, nếu mà công việc nhiều thì có thể mình mướn thêm vài ba người, còn không có thì mình và với một người cháu nữa. Năm nay Sáng bao nhiêu tuổi? Dạ, hiện tại em năm nay 34 tuổi. Rồi, mời em. Dạ, xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn anh bên kia. Em là Lê Thủy Tiên, em hiện là nhân viên văn phòng đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở quê em thì ở Bình Dương. À, Bình Thuận, em Bình Dương cũng gắn như điểm giống được chữ Bình. Dạ. Em có ngại yêu xa không? Dạ, yêu xa thì chắc cũng không vấn đề gì đâu. Vì giờ cũng có công nghệ hỗ trợ ha. Nhưng mà thí dụ sau này lấy nhau em về Bình Thuận sống, em có vấn đề gì không? Có ngại không? Em nghĩ là vẫn có thể được. Phải lấy chồng thì phải theo chồng. Dạ, với lại công việc của mình cũng có thể tự sắp xếp. Em đang làm công việc gì? Em đang làm họa sĩ hoạt hình. Cho... Họa sĩ? Dạ. Hoạt hình là mình vẽ cho phim hoạt hình đó đúng không em? Dạ đúng ạ. Wow, hay quá. Bên này cũng khéo tay, bên đây làm thợ sắt cũng đoàn làm việc thủ công ha. Hai người này cũng khéo tay lắm nè. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Sáng? Dạ, nói chung em cũng bình thường lắm. Đôi khi thì có những cái sở thích như ví dụ như em thích hay dậy sớm và uống cà phê mỗi sáng. Tính tình thì em cũng hay họt bát, với lại cũng cởi mở vui vẻ với bạn bè. Nhà mình đang ở đó là mình ở với ai? Dạ, hiện tại em đang ở với ba mẹ và một đứa em gái. Trong nhà em tới 6 người kìa, anh chị em nhưng mà lập gia đình hết rồi, có nhà với lại cũng riêng hết rồi. Có khi nào mình nghĩ mình lên thành phố lập nghiệp không? Dạ, hồi trước kia thì em cũng từng làm ở Sài Gòn. Ồ, cũng được mười mấy năm. Ồ, vậy sao là đi về quê lại mình không có lập nghiệp ở trong này luôn? Em nghĩ là nó đến lúc về tự tạo dựng công việc tự. Thế giờ công việc em là ổn định rồi đúng không? Dạ. Mình đã có dành dụm được vốn liếng gì chưa em? Dạ, nói chung nhiều thì không có, nhưng mà hiện tại thì em cũng có cái nghề trong tay rồi, mình có thể làm được ra tiền. Còn dư thì cũng chắc cũng có dư, nói chung cũng tạm ổn. Ví dụ bây giờ cổ phải theo em về quê em ở, cổ phải bỏ công việc của cổ một thời gian về đây, em có thể nuôi cổ trong một thời gian không? Giờ cổ về đây cổ chưa tìm được việc làm thì sao? Dạ, nói chung nếu mà được về thì có thể nuôi cả đời, chứ còn một thời gian thì chắc. Hay quá, rồi câu đó là tôi chốt rồi đó, chốt tiền câu đó rồi đó. Thế còn em? Em nghĩ là bạn Nam cũng có ý kiến của nhóm em là khi mình có một cái nghề nghiệp ở đâu thì ở đâu mình cũng sẽ có thể sống được hết. Em có điểm mạnh điểm yếu gì không? Em nghĩ chắc là vẽ, tại vì em là một Rồi điểm yếu của mình. Điểm yếu thì em thì hơi vụng về. Em làm những cái chi tiết là ngộ không... Vậy sao vẽ là khéo tay mà lại là hơi vụng về là sao? Dạ đúng rồi. Hơi ngộ ha, nghĩa là mình chỉ khéo đúng vô cái công việc của mình thôi. Dạ. Hơi lộng cộng lúng túng làm hay làm bể đồ được. Ồ, thật là lạ. Mình thì tưởng là những người mà chi tiết ngồi vẽ như vậy là mình sẽ khéo léo trong tất cả mọi công việc, nhưng mà lại không phải như vậy. Dạ. Hay ha. Rồi về tình trường thì sao nè? Hồi trước giờ nếu mà nói là quen hoặc là thích tỏ tình luôn thì chỉ có một người là khoảng 1.5 tháng. Có một người một quen 1.5 tháng? Dạ. Vậy cũng chưa sâu đậm gì? Dạ. Hôn nhau chưa? Dạ chưa, chỉ có nhắn tin qua lại vậy thôi. Nắm tay chưa? Dạ chưa. Chưa nắm tay luôn? Dạ. Chưa có nụ hôn đầu đời luôn? Chưa. Trời ơi, thiệt luôn á. Ồ mà sao có tiếng 1.5 tháng rồi không tới được nữa mà chấm dứt? Em nghĩ là do cái thời gian làm việc của hai người nó cũng khác nhau. Em làm văn phòng là giờ giấc thứ bảy chủ nhật là được nghỉ, là buổi tối là rảnh, còn cái người đó thì làm trong cái giờ mà khác, thứ bảy chủ nhật thì không có được nghỉ, là buổi tối làm việc. Còn em thì nói chung em thì trước kia cũng có một cái tình cũng lâu lắm, tính 7 năm lận. 7 năm mà sao không tiến tới hôn nhân được? Dạ, đang yêu thì cũng nghĩ là yêu thế thôi, nhưng mà sau này muốn kết hôn thì em thì bên Phật thì em không học được giáo lý. Tại từ đầu là mình đã biết không có hợp về đạo thì mình thôi đi, còn nếu mà được mình phải tiến tới. Tại hồi lúc đang quen thì em không nghĩ là nó khó khăn đến vậy. Dạ, em có học được 2 ngày, nhưng lên học rồi mới biết được cái đó cái... Nó không hợp với tư tưởng dạ, của mình. Dạ. Nói chung mỗi người mỗi cảm nhận về cái
cái suy nghĩ của mỗi người, nên mình thấy nó đôi khi nói như vậy thì nó cũng không có nghĩa là không chưa có duyên vợ chồng với nhau, một mối tình đó thôi hả em? Dạ, sau đó thì em cũng có chịu khó đi tìm hiểu vài người, nhưng mà ta lại nói kêu nhìn em vậy làm gì mà không có bạn gái, trong khi đó em có công việc đồ ổn định, nhìn cũng được người vậy đó, nhưng mà nhiều người ta nghĩ là em nói xạo người ta, nên mỗi lúc mà muốn nói một lời nào đó với cô nào đó thì cứ nghĩ trong đầu đường nào cô đó cũng nói vậy. Trời ơi, chưa nói mà tưởng tượng vậy. Thì thôi, cứ đi làm rồi tới đâu hay tới đó. Bữa nay nói không? Bữa nay trong chương trình này có Y Tường ngồi đây nè, giờ nói không? Cố gắng nha. Dạ. Ha. Trời ơi, bây giờ muốn lấy vợ chưa? Dạ, chắc có lẽ là muốn rồi đó. Muốn rồi đó. Mẫu người của em mong muốn tìm là một người như thế nào? Dạ, em chỉ thích một người phụ nữ có nụ cười dễ thương, nhìn phúc hậu và biết nấu ăn, cởi mở vui vẻ. Với lại đừng có cái tánh mà gọi là nóng nảy quá. Ví dụ như nhiều khi công việc của em cũng cởi mở em nói, nhiều khi công việc của em cũng cần cái sự giao tiếp để mình có mối quan hệ, để công việc mình đó. Đôi khi uống cà phê hay nói chuyện, hay là có thể giao tiếp qua ăn nhậu, mình có thể đi về trễ, hoặc là có cái gì đó đôi khi mình hơi về khuya, thì mong là người bạn gái hoặc là người vợ sau này của mình sẽ có hiểu được cái nói công việc của mình. Nói chung là quan trọng là niềm tin. Dạ. Chia sẻ với nhau được. Dạ. Ví dụ đúng thật sự nói việc công việc thì vợ sẽ chia sẻ. Dạ. Còn nếu mình lợi dụng cái công việc mà mình là có những cái việc sai trái, hoặc người ta phát hiện một hai lần thì mất niềm tin rồi, thì không thể đòi hỏi người vợ phải hiểu mình được. Dạ. Đúng không? Quan trọng tất cả các mối quan hệ phải dựa trên nền tảng là tin tưởng. Dạ. Và chân thành. Đó. Còn em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em nghĩ là em thích một người bạn trai có thể bảo vệ được em. Về ngoại hình? Cao to thì càng tốt. Cao to càng tốt. Dạ. Còn bây giờ vậy, hồi đó giờ đó, đến hẹn ăn trưa là thường là có yêu cầu các bạn đưa hình cho nhau để mình đoán. Nhưng bữa nay một người là họa sĩ, một người thợ sắt, tôi nghĩ là cũng khéo tay nè. Bây giờ mình chơi vẽ hội họa đi được không? Bây giờ mình sẽ vẽ ra cái mẫu người lý tưởng mình muốn tìm một người như thế nào, mình vẽ ra giấy được không? Để ngồi mình đo coi với cái người bên kia có hợp không? Dám chơi với họa sĩ không? Dạ chắc thua quá chị. Kệ đi, mình nam nhi mà, mình nhường phụ nữ cũng đâu có sao. Mỗi người miêu tả về mình để người ta hình dung, người ta mới vẽ được chứ. Rồi em gái nói trước đi, em là người như thế nào? Dạ là, em nghĩ là mũm mĩm, tóc dài. Tóc dài, mũm mĩm, gì nữa? À, mũi tẹt. Mũi tẹt. Rồi anh. Anh thì mất một mí, sống mũi cũng không cao lắm, nhưng mà đầu tóc thì hơi ít hơn em rồi đó. Tóc ít hơn em, một mũi cao, mắt hí. Bên đây tóc dài, mũm mĩm, mũi tẹt. Rồi vẽ đi, mời hai bạn một phút bắt đầu. Trời ơi, ca khó nha. Trời ơi, ông thợ sắt vẽ tay trái hả? Dạ. Ghê vậy. Cái này vẽ cũng đơn giản, nhanh. Kệ, vẽ đi em, có một phút à, em vẽ ra con vịt cũng được nữa. Tóc dài, mũm mĩm, mũi tẹt, tóc ít, mắt một mí, mũi cao. Vậy quá. Em nghĩ nó không ra cái gì hết. Được chưa? 1, 2, 3. Rồi, thành phẩm đã có rồi. Mời hai bạn hãy hình dung về nhau. Đây, em đẹp gái quá em ơi. Ảnh đâu? Ảnh đâu? Coi đi. Đó. Hấp dẫn lắm nha. Không, bây giờ úp lại đi. Khoan mở. Bây giờ tôi mở cửa để tìm ra cái đã. Rồi chúng ta mới lật lên kiểm tra người với hình coi giống nhau hay không nha. Rồi, mở cửa trái tim. 1, 2, 3. Dạ, dạ. Rồi, chúng ta hãy mở hình lên để kiểm tra coi. Giống em không? Dạ, giống. Giống hả? Cũng giống. Giống chỗ nào? Giống mặt tròn á. Giống mặt tròn. Có mắt, có mũi, có miệng.
mặc anh này anh mặc anh trái tim em ơi, em vẽ anh mặc dưới điền quá à. Yeah. Đúng không? Anh này người ta mặc V-line nè. Còn bên đây sao cái mặt ta méo méo bên vậy cưng? Trời ơi, cái cổ mất tiêu luôn, cái mặt tới cái mình bỗng mỉm ghê ha. Giống được cái môi son. Thôi được rồi, xuất sắc rồi đó. Hai bạn đã thành công trong cái việc chọn hình. Cảm ơn hai bạn. Giữ tấm hình làm kỷ niệm nha. Sau này có lấy nhau về nhớ đưa con coi ba mẹ vẽ nhau đó. Rồi tặng quà đi cưng. Nói chung gấp quá anh cũng không có mua đi được nhiều. Dạ. À, xin tặng em. Rồi cảm ơn anh ạ. À, cảm ơn. Rồi. À, bây giờ hai bạn hãy trò chuyện trực tiếp với nhau ha. Bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức một buổi ăn trưa, một món ăn rất là đặc biệt, rất là hấp dẫn của nhà hàng ha. Đây là gỏi vẹm xanh hoa chuối, rồi dồi dê nướng, chả giò trứng muối tôm tươi, gân cá ngừ chiên muối. Rồi hai bạn cùng thưởng thức với nhau và trò chuyện với nhau nha. Ít phút chị Tường sẽ quay lại. À, ăn rồi nói chuyện với nhau nha, tìm hiểu nha cưng nha. Dạ. Rồi cảm ơn hai bạn, mời hai bạn chị. Ngon miệng. Dạ, mời anh. Dạ, mời anh ăn. Không biết em tên là gì à? Anh cũng chưa hỏi tên. Dạ, em là Tiên. Tiên. Ừ. À. Anh thì tên Sáng. Em thấy thế nào khi mở cái khung ra đó? Như là em hình dung hay là em cảm nhận thế nào? Em thấy cũng giống như vậy. Tại vì em cảm giác như là những người có cá tính mạnh mẽ thì thường sẽ sở hữu một ngoại hình nhìn nó nam tính giống như vậy. Anh cũng giống như vậy. Đúng ra là tóc anh tóc dài đó. Nhưng mà cách đây mấy bữa anh có làm xong cái công trình, nói chung ngoài nắng. Nắng lắm, với lại nóng nữa. Nên anh lại hớt cho nó ngắn cho nó mát. Nhưng mà không nghĩ là trùng hợp như vậy nên tóc anh ra chưa kịp. Cái việc mà thời gian gặp nhau chắc là ít quá ha. Tại vì xa như vậy. Với anh thì lớn rồi, yêu xa là không quan trọng, quan trọng là thích nhau rồi hay là thương nhau rồi, và là giống như là kiểu như là ít gặp đó thì tạo ra mình cảm giác thương thêm nhiều hơn. Nếu mà quen nhau thì gặp cỡ một tháng một lần, một năm một lần hay là không? Anh nghĩ thì công việc thì tự anh làm thì anh có thể tự sắp xếp được. Anh có thể nghỉ 1-2 đến 3 ngày, có thể là một tuần cũng được. Nếu có cái gì đó em cần anh thì anh có thể tự mình quyết định được điều đó. Tại là anh tự làm chủ bản thân anh được. Có thể là 2 tuần hoặc là 1 tuần anh có thể vô thăm một lần. Anh chơi 1 ngày 2 ngày anh về cũng được. Cái điều đó không quan trọng. Quan trọng là nếu em thật sự thương anh thì em có thể cảm nhận được điều đó. Còn anh cũng không có muốn là em phải vì đó mà em phải mất thời gian của em. Còn riêng em thì sao? Em mong gì người bạn trai của em? Em cũng chưa có định hình một cái mẫu bạn trai hay là mẫu người nào đó rõ ràng lắm. Thì em vẫn chưa có trải qua những cái gì nó sâu sắc quá hay là gặp một cái gì đó nó ấn tượng quá. Nên em nghĩ là có thể thích nghi được. Nhưng mà trong lòng em hoặc là trong bụng em cũng có thể hình dung ra một người bạn trai hoặc là một người chồng tương lai sau này của mình sẽ có những cái gì, hoặc là những thói quen, hoặc là người đó như thế nào hay là em muốn người đó như thế nào với em, yêu em phải gần gũi với em hay là gì đó, thường xuyên nhắn tin ví dụ. Em thì em thích một người con trai độc lập hơn, không phải quản lý của thời gian của em mà họ tự quản lý thời gian của họ được. À, mà em nghĩ vẫn thích chắc chắn là một người tử tế, tại vì họ tự quản lý thời gian của họ cho nên mình sẽ tin tưởng để họ tự làm gì đó chứ không có gây em sự bất an. Em nếu em có suy nghĩ gì là có chung một cái suy nghĩ chung của anh. Yeah. Có nghĩa là khi yêu thì mình không nên gò bó người khác. Anh cũng không thể ép em là phải như thế này thế kia. Mình cần cái sự chia sẻ, nhưng mà em muốn chia sẻ thì anh sẽ lắng nghe. Còn anh cũng không thể nào ép em phải nói ra cái điều em không muốn nói. Là em thích yêu thì yêu nhưng mà vẫn có những cái không gian riêng. Dạ. Yeah. Để làm gì? Em
em là em thích cái cuộc sống một mình á, kiểu thích cái không gian riêng của bản thân mình. Còn đôi lúc có những cái đoạn lắng lại để kia, để bình tâm trở lại, để sắp xếp mọi thứ. Đó là những cái tư duy rất là lý tưởng của những người chưa yêu. Còn giống như chị, những người đã trải nghiệm tình yêu rồi, nhiều rồi, chị lại mong muốn trời ơi làm sao tôi có thể giải quyết hết công việc để tôi có cái thời gian bên cạnh người tôi yêu. Nhưng lại không được, tại vì quá nhiều công việc. Cho nên lúc nào chị cũng cảm thấy thiếu thốn, muốn ở bên cạnh người mình yêu, được đi đâu đó, được nắm tay nhau, được đi xem phim, được đi chơi, nhưng lại không có thời gian. Trong khi những người chưa yêu thì lại muốn có không gian riêng để mà lắng động và chiêm nghiệm cuộc đời của mình. Thôi thì hãy giữ cái lý tưởng đó, đến khi nào mà bạn yêu sức đầu mẻ trán, bạn mới hiểu được như thế nào là cái lý tưởng trong tình yêu. Mỗi người trong một giai đoạn cuộc sống sẽ có những cái suy nghĩ khác nhau. Không thể nào so sánh giữa chị và em ai đúng ai sai, bởi vì đó là lý tưởng của mỗi người trong một thời gian nhất định. Có thể cái lý tưởng đó nó sẽ thay đổi sau một thời gian khác, có thể vậy. Rồi bây giờ xin mời hai bạn sẽ bóc lá bài của chương trình. Dạ. Đọc lên chị nghe coi. Thể hiện một hành động tình cảm chứng minh mình khỏe mạnh, cổng bế bạn gái một... Hiểu rồi gì? Muốn dạ. Làm gì làm đi, xin phép bạn gái và thể hiện. Làm thiệt hả chị? Ủa chứ không lẽ làm giỡn trời. Qua bên đây. Rồi chúng ta có thể thương lượng với bạn gái đi, cổng bầm ổng gì đó một vòng. Mà trước tiên hỏi bạn gái thì có đồng rồi, ý không? Em hỏi mà. Chứ không lẽ chị hỏi. Em thấy thế nào với yêu cầu của chương trình? Em có đồng ý không? À, trước mắt là làm cái gì trước cái đã. Cổng, ẩm, bồng, vòng vòng ở đây, 5 vòng đi qua đi lại, đi qua một đi lại. Một vòng hả chị? Ừ, thôi một vòng. Ẩm, bồng, cổng, muốn cái nào? Thôi ẩm đi. Dắt được không chị? Không. Ẩm đi cưng. Dạ. Rồi đứng lên đi cho ảnh, cho ảnh ẩm. Nhưng mà em sợ ẩm cái ảnh không dài bình thuận được quá. Sao vậy? Nặng quá làm sao? Có đâu em. Không, anh đi bằng xe máy nè. Rồi, ẩm. Xa xa ra ngoài kia rồi ẩm đi qua bên đây rồi đi về trả lại về vị trí là vừa. Qua bên đây. Ôm chặt vô để té bây giờ. Rồi ngược lại về vị trí, nhẹ nhàng đặt vào chỗ ngồi. Thôi được rồi, khỏi đặt chỗ ngồi. Khỏe không em? Dạ. Chắc không? Tay có run rẩy gì không em? Dạ chắc. Không rung rẩy gì. Không rung rẩy hả? Dạ. Rồi vậy em được. Khỏi phải đó là cần. kiểm tra nhiều thứ lắm đó. Dạ. Gì ngạc nhiên đọc vậy? Đọc một bài thơ tình lãng mạn tặng cho đối phương không lãng mạn sẽ bị phạt. Được không em? Em thật sự là em không biết thơ luôn. Thì đó, bây giờ em làm sao đó, không thôi là em bị phạt đó. Thơ không thơ thì hát, không hát thì làm múa, em làm gì đó em làm, mình nghệ sĩ mà em, phải biết làm gì chứ. Hát đi chị. Rồi hát được không em? Đổi dạ. Từ đọc thơ qua hát được không? Dạ. À, người hãy quên em đi và... Chắc cô này bị phạt quá. Có trợ giúp bằng điện thoại được không chị? Rồi cho trợ giúp điện thoại lấy lời luôn. Anh tìm nỗi nhớ, anh tìm quá khứ, nhớ lắm ký ức anh và em. Trả lại anh yêu thương ấy, xin gửi hãy về nơi đây. Bàn tay yêu ớt cô nếu em ở lại. Trời ơi, có mấy câu mà làm cho tôi mệt dễ sợ luôn á. Rồi 30 giây cuối cùng dành cho hai bạn. Hai bạn nhìn thẳng vào nhau. Mời bạn trai nói trước. Nhìn thẳng vào mắt anh em thấy thế nào? Em thấy nãy giờ nói chuyện với nhau, em có cảm giác là có cái gì đó gần gũi, hay là có cảm giác gì đó muốn tìm hiểu với nhau hay không? Khi mà nhìn thấy anh với lại nghe cách anh nói chuyện thì em thấy anh là người chín chắn và trưởng thành nữa. Em thấy có sự chân thành ở trong đó. Như em thì em ở Bình Dương đúng không? Dạ. Em có thích đi hay đi biển không? Dạ có. Nếu em đồng ý thì anh sẽ thường xuyên chở em đi tham quan biển La Ghi của anh. Dạ. Nãy giờ là mình hỏi người ta thôi. Suy nghĩ của mình hiện tại, cảm nhận trong lòng mình như thế nào? Mình có nhận xét gì về cái người đối diện? Trước tiên thì cô bên đó là có nghĩa là mẹ của em Tiên. Thì lúc mở ra thì riêng cá nhân anh, trong lòng anh nghĩ giống như là anh có cũng đã từng gặp mẹ em hoặc là em. Có, nói chung là có cảm giác là cũng là có từng gặp ở đâu rồi. Hay cũng có sự gần gũi khi gặp thấy em á, rồi sau nãy giờ nói chuyện á thì anh cảm thấy là có một cái cảm giác là rất là thân, là có sự rung động trong mình.
muốn tìm hiểu thêm em. Rồi, dạ. Chương trình. Dạ, chào cô. Chào cô ạ. Thật sự là tôi mời cô vào là tại vì bạn trai này quan sát rất là tinh tế, rất là ngồi ở trong này nhưng mà nhìn ra bên ngoài là thấy có cô. Cô cảm thấy như thế nào? Thì cô nghĩ cháu sáng đây tới đây là cũng như có duyên với con mình mới ngồi đây. Dạ, thì, cảm ơn cô. Thì cô thấy cái tuổi thì cũng hơn cũng tiên rồi thì cô cũng được rồi. Qua thấy tiếp xúc hai cháu mà tiếp xúc nhau thì thấy thật thà, rồi vui vẻ mà có công ăn việc làm ổn định. Dạ. Rồi cái khoảng cách đây với đó thì cũng giờ mình có xe mà mình đi. Dạ. Cũng không có bao lâu tới đâu, cũng rất là nhanh. Dạ. Thì cái ngày này cũng hợp với ba của Tiên. Ba của Tiên cũng làm bên sắt đồ hả cô hay sao cô? Ba Tiên thì cũng thích cái ngày này. À dạ. Thì mẹ thấy thì cũng được. Đó, mẹ nói vậy là tại sao chị mời vô ngay lúc này? Trước khi chúng ta đưa ra quyết định bấm nút hẹn hò, chúng ta nghe ý kiến của người thân là đúng là tuyệt vời nhất. Dạ, trước tiên thì con cảm ơn bác qua những lời nói của bác. Đến đây thì con cũng mong kiếm một người bạn gái và một người vợ sau này của con. Con thì không tài giỏi gì, nhưng có cái nghề thì có thể con có thể lo được em Tiên sau này. Ghi nhận. Dạ. Cứ ghi nhận. Dạ. Mong cô yên tâm ha. Dạ. Rồi, dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Chỉ cần nghe cô nói như vậy đúng thôi. Đúng ra là hôm nay ba mẹ con có tới, nhưng ba mẹ con mắc đám cưới ở ngoài Bình Định lần, nên ba mẹ đi trước chương trình đi đòi tới nên không tới được, nên em con đi với em gái của con. Em gái. Dạ. Rồi, vậy thôi, cũng hy vọng một ngày nào đó hai gia đình hai bên cũng sẽ gặp nhau. Dạ. Nếu mà mình bấm nút thì cái ngày đó sẽ không xa. Dạ. Nha. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ. Rồi, mời cô ạ. Hai bạn bắt đầu vào vị trí của mình ha. Và bây giờ là thời khắc quan trọng đã đến, đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Cảm nhận từ nãy giờ câu chuyện của mình như thế nào? Đưa ra quyết định. 1 2 3. Rồi. Quá tuyệt vời. Mời hai bạn về bên đây. Nắm tay nhau nha hai bạn. Rồi, một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Rất là dễ thương. Chị đây nè. Hoàn Thị Toàn. Rồi. Chị nghề nghiệp kinh doanh. Chị kinh doanh gì chị? Chị bên bánh đậu em. Là chị là chủ luôn đúng không? Ừ, rồi em. Rồi. Chị sinh năm mấy chị Đoàn? Chị sinh năm 1974. Rồi mình giới thiệu tiếp đi chị. Chị sinh năm 1974, hiện tại là chị ở Nha Trang, chị độc thân. Dạ. Và là quê chị ở Nha Trang luôn hay là quê chị ở đâu? Quê chị ở Hà Nội. Chị vào Nha Trang lập nghiệp, chị vào Nha Trang lập nghiệp thôi. Dạ. Là từ đó giờ chị chưa kết hôn luôn hay sao, là hay bây giờ mới là độc thân thôi? Chị ly hôn 7 năm rồi nhưng mà chị chưa kết hôn nào. Ly hôn 7 năm thì mình có con gì không chị ơi? Chị có ba cháu lớn hết rồi, các cháu có công ăn việc làm hết rồi. Rồi mình nói về ba đứa con là con trai hai gái bao nhiêu tuổi ạ? Một cháu trai, một cháu gái, hai cháu gái, một đứa sinh năm 95, một đứa sinh năm 97, thằng mẹ ba là sinh năm 2002. Rồi thì cuộc hôn nhân của chị là chị với anh, chị với chồng cũ á, thì là sống với nhau bao lâu, rồi lý do vì sao thì anh chị là dẫn đến cái việc mà đổ vỡ chị? Thì nói chung là chị sống với anh là được ba cháu đấy, mà chị mới ly hôn được 7 năm nay. Nhưng mà là sống bao nhiêu lâu rồi? Từ năm 1994 cho đến năm 2006 em. Dạ. Rồi, nhưng mà lý do vì sao là hai người ly hôn á chị? Tại vì mình cũng có ba mặt con rồi nè. Lý do vì sao? Ví dụ như là có điểm điểm đó. Cái cuộc sống nó không được hòa hợp cho lắm thì hai vợ chồng khắc khẩu thì mình chỉ dẫn đến ly hôn thôi. Dạ. Nhưng mà khắc khẩu cỡ nào chị? Tại vì ví dụ mình ở với nhau cũng hả? Mình ở với nhau cũng hả? Cả hai mươi mấy năm mà. Đúng rồi em, do nhiều cái tác động đến, ví dụ như là cái công việc làm ăn nó không được thuận lợi nữa. Vợ chồng thì dẫn đến ly hôn.
Rồi rồi con cái thì giờ chị nuôi hết hay là có chia ra không chị? Nói chung là các con chị thì nó lớn, nó có công ăn việc làm hết rồi, không ai phải nuôi ai cả. Cháu nó tự làm hết rồi. Rồi thì hiện tại là bây giờ sau cái cuộc hôn nhân đó hay là chị có thêm quen thêm ai không? Sau cuộc hôn nhân đó thì chị có quen một người nhưng mà nó cũng không đi đến đâu vì họ có gia đình rồi nên là chị tự chia tay. À, lúc chị quen là chị biết họ có gia đình không? Lúc chị quen thì chị chưa biết nhưng mà sau này chị biết thì là chị tự chia tay. Tại giờ chị sống ở Nha Trang một mình chị hả? Đúng rồi em. Rồi khi mà chị tham gia bạn muốn hẹn hò như vậy thì giờ là con cái chị biết không? Không em. Vậy khi mà vậy thì mấy bạn có ủng hộ chị không? Khi mà chị đăng ký tham gia thì mấy bạn có ủng hộ không? Nói chung là chị thì ít bạn bè bởi vì chị ít giao lưu lắm, vì chị cứ mãi cái công việc từ đấy đến giờ ấy. Chị có một người bạn thôi, một người bạn thì chỉ lúc nào là cũng gặp chị và cũng động viên chị đi thêm bước nữa, nhưng mà chị cũng chưa ổn định lắm ấy, thì chị dám định đó. Rồi lý do vì sao chị tham gia chương trình bên em? Thì nói chung là giờ các cháu nó lớn hết rồi ấy, mà có một mình chị ấy, nhiều khi làm cái công việc của chị thì chị muốn có một người bạn để chia sẻ với chị những cái lúc buồn vui thì trong khoảng thời gian còn lại. Rồi điểm mạnh điểm yếu của chị là gì? Sao em? Điểm mạnh điểm yếu của chị là gì? Điểm mạnh của chị hả? Mạnh của chị thì nói chung là chị trong công việc thì chị nhiệt tình trong công việc thôi. Còn điểm yếu của chị thì nhiều khi là chị hay bị lụy về tình cảm. Lụy về tình cảm, dạ. Tại vì chị hay sống tình cảm ấy. Dạ, rồi mình có tài lẻ gì không chị? Sao em? Nấu ăn can tài lẻ của chị á, sở trường của chị á. Sở trường của chị thì chẳng có sở trường gì ngoài công việc của chị cả. Là nấu ăn thôi. Có ca hát nhảy múa gì được không? Không em. Dạ. Rồi bây giờ mẫu người của chị như thế nào? Chị miêu tả về ngoại hình, tính cách, công việc, độ tuổi giùm em ha. Nói chung là chị cần một người bằng tuổi chị hoặc là hơn chị ít tuổi, chững chạc, điềm đạm và sống có tình cảm, có chia sẻ. 74 trở lên là trở xuống thì trở xuống tới năm mấy chị, để tụi em biết cho em cái giới hạn độ tuổi với. Ví dụ như là bằng tuổi chị chẳng hạn, hoặc là 52, 53, 57 trở lại cho chị. Rồi họ cũng ly hôn nuôi con cũng vẫn ok đúng không chị? Đúng rồi em. Rồi về ngoại hình thì sao, chị thích cao thấp mập ốm, chị cao mét nhiêu? Cao mét 56, nói chung là cao hơn chị một xíu. Rồi quê quán, công việc như thế nào chị? Công việc của người đấy hả? Nói chung là có công việc của họ, có một cái công việc gì đấy ổn định, tự lo cho được bản thân được. Rồi chị có đòi hỏi gì không hay là như thế nào? Chị có không thích người đàn mẫu người đàn ông nào không? Nói chung chị chỉ cần một cái người họ điềm đạm và sống tình cảm với chị, biết chia sẻ là được. Nói chung về làm ăn chung với chị cũng được không, đúng không? Đúng rồi, về làm ăn chung với chị là được. Nói chung là công miễn sao công việc ảnh ổn định kiếm tiền, còn không thì làm về làm chung với chị là được. Rồi ok em. Dạ. Nhưng mà cho chị hỏi là ví dụ như là cái điều kiện chị nó kinh tế nó khó khăn này khác thì mình như thế nào? Ý chị là sao? Em thôi chưa hiểu. Kinh tế chị khó. Đúng rồi, ví dụ như là cái kinh tế chị khó khăn nhưng mà chị muốn hẹn hò cái này thì ví dụ như là trong cái giao tiếp thì liệu như có những cái đối tượng nào nó họ không thích chẳng hạn, hay là họ chỉ tìm những cái người mà có điều kiện? Không chị ơi, ví dụ như là bây giờ chỉ là họ dòng casting thôi. Thì ví dụ như em hỏi chị mẫu người thì bây giờ chị đưa ra cái mẫu người chị muốn là như thế nào, có người có điều kiện hay như thế nào thì chị sẽ nói cho em luôn. Ví dụ như là chị được lọt vào vòng 2 của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, hoặc là
chị có người phù hợp thì tụi em sẽ liên hệ lại với chị để ghép ghép đôi cho chị ha. Ừ, thế bây giờ chị nói luôn là cái hoàn cảnh chị khó khăn đấy, bây giờ chị muốn có gặp một cái người nào mà có điều kiện hơn chị một chút. Điều kiện là như thế nào chị cụ thể đi. Ví dụ như là họ có kinh tế một chút để cho chị trong cái đó là chị ở đây là ví dụ như có kinh tế là có kinh tế như thế nào, ví dụ như chị phải cụ thể giúp em, ví dụ là họ có nhà cửa ổn định, hoặc là ví dụ như là họ cũng họ đi làm một tháng của họ cũng kiếm ra ví dụ như 20-30 triệu ha, họ làm kinh doanh hay họ làm cái gì. Còn cái này là chị đang nói chung chung quá thì tụi em không biết là như thế nào ha. À, tại vì là chị cũng chưa hẹn hò bao giờ nên chị chưa biết đấy. Thế nên là bây giờ chị cần một người có nhà có cửa ổn định, công việc ổn định một chút. Công việc ổn định của chị là tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Chị tầm cỡ 10 triệu trở lại thôi. Ừ. Rồi ví dụ quê quán của họ là ví dụ chị đi theo chồng được không? Nếu chung nói chung là nếu như mà họ có điều kiện hoặc là cái nơi đấy nó phù hợp cho cái công việc của chị thì chị có thể theo được. Công việc chị của này chị của chị là buôn bán mà ừ, thì rồi, ví dụ em rồi. Nghĩ là ví dụ như là đi đâu thì cũng được mà đúng không? Ừ đúng rồi ạ. Ừ, miễn sao họ có điều kiện, họ có nhà cửa ổn định là chị ok đúng không? Rồi, okay. Rồi, là quê quán không quan trọng ha. Về về với chồng vẫn được ha. Đúng rồi ạ. Ừ, rồi chịu theo chồng. Rồi, chị còn cái gì mà yêu cầu nữa không chị ơi? Thôi chị chỉ cần như thế thôi ạ. Dạ rồi, ok. À, rồi, thì ở đây chỉ là em nói rồi, chỉ là buổi nói chuyện phỏng vấn đầu tiên thôi. Thì nếu như mà có người phù hợp thì tụi em sẽ liên hệ lại. Còn nếu như mà chưa có người phù hợp thì tụi em cũng chưa có điện thoại lại đâu ha. Nhưng mà nếu như mà chị được đó là cái thứ nhất, cái thứ hai nếu như mà chị được lọt vào vòng 2 của chương trình Động Cơ Hình Thò thì tụi em sẽ liên hệ lại, ví dụ như sẽ có biên tập sẽ ngồi lại nói chuyện với chị vậy ha chị ha. Ừ ok. Rồi cảm ơn chị, em chào chị. Ừ, cảm ơn em nha. Cao Thị Thảo á, em sinh năm 1993 chị, em quê ở Hà Tĩnh. Hiện tại em đang làm việc tại Bình Dương. Phan Thị Như Thảo hả em? Không, em là Cao Thị Thảo chị. Phan Thị Thảo, sinh năm mấy? Em Cao Thị Thảo, đúng không? Cao Thị Thảo 1993 à chị ơi. Ồ, ôi dạ, sao mà dạ. Sao mà cái tiếng nó bang bang chủng nghe dữ ta. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của Thảo là gì Thảo? Dạ, điểm mạnh của em hả? Ừ. Nói chung là tiếng nấu ăn chị. Rồi ngoài cái nấu ăn ra còn biết gì nữa? Dạ nói chung là việc gì biết làm chị. Sao nó bị vang vang như vậy ta? Dạ ở đây im lặng mà chị không có bị vang gì. Mà chị nghe vang rồi. Em biết nấu ăn rồi gì nữa Thảo? Biết xem phim ca nhà cái gì. Ừ. Yeah. Rồi sở trường của mình là gì? Tài lẻ của mình là gì? À, tài lẻ là thích hát hò chị ơi. Ừ, rồi vậy là được rồi nè. Rồi về điểm yếu của mình là gì Thảo? Dạ điểm yếu hả? Ừ. Điểm yếu là điểm yếu của mình không có hả? Không có. Ê, chưa suy nghĩ. Tật xấu của mình là gì? Tật xấu là ngủ nướng chị. Ừ. Yeah. Rồi, ủa Thảo là làm nghề nghiệp gì hả Thảo? Em làm dệt đó chị ạ. À? Dệt vải á chị. Công nhân dệt hả? Dạ, em là tổ trưởng của một bộ phận á. Ừ. Là quản lý công nhân á. Dạ. Ừ. Rồi, tình trường sao rồi Thảo? Dạ, chạy qua một mối tình chị. Kéo dài bao lâu, lý do vì sao chia tay? Dạ, kéo dài được 2 năm chị. Tại cảm thấy một thời gian nào đó mình cảm thấy mà hai người không hòa hợp nữa thì mình dừng lại. Chị nghe em nói không?
Ừ, không hợp là không hợp. Ở đi nào. Nói chung là tính toán á, người người bạn trai là người kia là tính toán á, rồi này kia, nhưng mà mình không cần cái rồi nói chung là không tôn trọng cái bố mẹ mình. Lại đó thì mình thấy không có tôn trọng người nhà mình á, thôi là không tôn trọng bố mẹ thì thôi mình cũng không có yêu một người như vậy á. Ừ. Nói chung mà quen mà không tôn trọng thì thôi cho nó đi luôn, đúng không? Dạ, yeah. Ừ. Mà không tôn trọng ba mẹ nữa, kỳ cục à. Rồi, thì, mình về chúng tình cảm nên là mình cần một người là quan tâm thấu hiểu cho mình ấy. Mình cũng chả cần gì nhiều gì. Nên giờ tới giờ 30 tuổi nhưng mà kiểu đi làm suốt á, em thì làm sao ngày cả đêm á, nên bây giờ mình nói kiếm một người quen cũng khó, tại vì em đi làm xa mà đem đi làm ô đêm. Ủa, Hảo quê nữa. Hảo ở đâu vậy? Dạ, em Hà Tĩnh vậy ạ. Nhưng mà làm việc ở đâu? Em mình làm việc tại Bình Dương vậy ạ. Sống thành Bình Dương ấy chị. Ừ, rồi dạ. Ok biết rồi, Dĩ An đúng không? Rồi dạ, bây dạ, giờ chị tính cho cái mẫu người đi, sống tình cảm rồi ngoại hình như thế nào nè? À, ngoài hình của ý là người mẫu của người mình thích đó hả chị? Đúng rồi, mẫu người của em á. Nói chung cũng bình thường dễ nhìn là được rồi chị, nhưng mà phải sống hòa đồng tình cảm. Rồi cao thấp mập ốm. Để 60 trở lên được chị. Dạ. Đừng gầy quá mà đừng mập quá, nói chung là quan trọng là tính tình thôi chị ơi. Ừ. Dạ. Rồi công việc thì sao nè? Dạ, nói chung công việc cũng ổn định xíu. Ừ. Nói chung làm trong công nhân rồi cũng tổ trưởng này kia giống em thì được đó đúng không? Không, nói chung là quan trọng là kiểu tính cách cái này kia cũng hòa hợp với mình được rồi chứ cũng không rồi ví dụ như là làm dâu được không nè, quê quán ở đâu? Em thích người ngoài ngoài Bắc cái chị, người mà từ miền Trung á. Ừ. Rồi ví dụ có như người Hà Tĩnh cũng được gì, Hà Tĩnh mình cũng được. Người miền Trung thôi hả, người miền khác được không? Đấy. Cũng được chị, quan trọng là mình có hòa hợp với người ta được hay không á, rồi người ta có thông cảm chia sẻ với mình á, quan trọng là vậy thôi đó, rồi mình là mình thích thôi, còn á kiểu cũng này là cho đôi khi cái duyên đó chị. Đúng rồi, đôi khi cái duyên nữa ha. Rồi ok, mình hát vài câu tặng chương trình đi Hảo. Hát đậu đôi vòng hai nè. Dạ, hát bài gì chứ? Hát bài gì cũng được hết á, hát một hai câu là được, là kết thúc chương trình luôn á. Dạ, em hát bài Lưỡi Hẹn Với Dòng Lam, em hát một hát đoạn thôi chị. Ừ, rồi mời em. Hát một đoạn, hát một bài chị. Hát một đoạn, hát một đoạn, hát một đoạn. Dạ. Ủa? Sao mấy nè? Đôi mắt người thương yêu vội lo, giận hờn khi xưa bể trong buồn. Anh nọ ngóng lên chưa đợi sớm hôm, khi hoa đến khi phi hoa phải nở. Em xuống bến đò, em về bên em. Nước mắt ngạt ngòa theo mãi theo đưa. Rồi ok, cảm ơn Hảo ha. Thì chương trình đã ghi nhận hết những thông tin của bạn rồi. Nếu như mà có người phù hợp thì hoặc là được lọt vào vòng trong thì mình sẽ báo lại với bạn để bạn xuống Sài Gòn để mình ghi hình ha. Chuẩn bị tinh thần ha. Chị ơi, cho em hỏi, cái là ghi hình là có được, có up lên chỗ mạng không chị? Không đúng không chị? Ủa, ghi hình mà không up lên mạng thì sao là được em? Ví dụ như ghi hình thì phải phát sóng trên TV chứ. Không, ý là ghi hình là chỗ mình đang nói, em đang nói chuyện với chị đây nè. Không. Chừng nào em lên sân khấu kìa, còn ở đây là tụi chị quay lại một đoạn để làm tư liệu thôi. Là tụi chị đã phỏng vấn casting cho tất cả mọi người rồi. Vậy thôi á. Dạ, đúng không? Dạ. Để tránh cái trường hợp là có nhiều người, ví dụ như là casting đã lần này rồi nhưng mà tham gia bạn muốn hẹn hò rồi lại lên chương
dạng như là lại lên chương trình nữa á, lên chương trình lại đó mà chị ừ. Là gì cái chị mà ví dụ em đừng có chồng người kiểu như tuổi quá chị, em cũng không có thích chị tầm hơn mình tầm 4-5 tuổi chứ cũng được, hoặc là bằng tuổi cũng được, cũng được chứ được ít tuổi hơn hoặc là nhiều tuổi 4 mấy tuổi gì đó, kiểu nó 4 mấy 50 thì nó nhiều tuổi quá, tình lệch quá. Rồi ok. Năm nay 37 tuổi, hiện tại em đang làm quản lý của một trường mầm non. Mình làm cái gì trong trường mầm non cụ thể, cái chức vụ của mình á? Bây giờ em làm hiệu phó quản lý. Dạ. Mình sinh năm 87 hả chị? Dạ sinh năm 86. À 86, dạ 37 tuổi rồi, ok chị. Rồi mình nói về điểm mạnh điểm yếu giùm em hai xíu ha. Điểm mạnh là người khá tự tin, tự lập. Còn điểm yếu thì những cái điểm mạnh thì nó trở thành điểm yếu. Rồi mình có những cái sở trường nào, mình có những cái tài lẻ nào không chị? Cô giáo mẫu giáo là hát hò văn nghệ này kia, nấu ăn rồi khéo tay dữ lắm nè. Có thể là trang trí các cái vật liệu mỡ để trang trí cho cái ngành học của mình thì rành, nhưng mà hát trước đám đông cho học sinh thì được, nhưng mà trước đám đông thì là không tự tin. Thì mình coi đám đông như học sinh đi mà. Học sinh của mình hàng ngày thì mình tự nhiên nó dễ rồi, nhưng mà khi ra giữa đám đông thì lại cảm thấy rất là bối rối. Ví dụ như các cái chương trình sự kiện của trường á, thì khi mà ta hít thở một hơi rồi á thì cảm giác của mình là giống như là mình bắt đầu chiến đấu, thì mình cảm thấy mình tự tin, nhưng mà khi mà cái gì mà nó bất chợt cái là mình không có tự tin để thể hiện. Rồi ok, thì cứ chuẩn bị đi, thì tại vì đây mới là vòng sơ phỏng vấn đầu tiên thôi chị, nếu như mà được lọt vào vòng 2 là có biên tập sẽ gọi lại nói chuyện một với chị ha. Rồi chị nói giúp em về cái tình trường của mình đi, là chị có mấy mối tình rồi, hoặc là chị đã kết hôn lần nào chưa? Kết hôn cách đây 12 năm, thì đã ly hôn cách đây ly thân 4 năm và ly hôn cách đây 2 năm. Là kết hôn 12 năm rồi ly thân là mấy năm chị? Ly thân 4 năm. Rồi ly hôn cách đây 2 năm. Dạ. Thì mình là có cháu hả chị? Dạ có con trai 12 tuổi. À có một bé thôi hả chị? Dạ. Dạ. Rồi thì chị nói giúp em xíu về cái việc mà con trai chị có đồng ý cho chị tham gia chương trình không á? Bé nhà em thì luôn ủng hộ mẹ và mong là cái người mà đi tiếp với mẹ là phải yêu thương mẹ thật lòng. Chị hiện tại là chị Lệ là chị ở đâu? Dạ em ở Dĩ An, Bình Dương. Ok. Dạ rồi, là con trai ở chung với chị luôn hả chị Lệ? Dạ. Rồi em hỏi chị một xíu là lý do vì sao là mình ở sống với nhau 12 năm nhưng mà lý do vì sao mình lại quyết định là mình dừng lại cái cuộc hôn nhân này, đỉnh điểm như thế nào? Thứ nhất là hai vợ chồng và em là người sống ở miền Nam từ nhỏ, chồng em thì người Bắc nên cái quan điểm hả? Miền Bắc thì người ta thường là gia trưởng. Còn cái cách sống của mình miền Nam mình thì nó thoáng hơn. Thứ hai nữa là trong mối quan hệ gia đình em là có người thứ ba xuất hiện. Rồi sao chị phát hiện? Dạ thì vợ chồng em thì thường tôn trọng nhau, là cái điện thoại thì hầu như của người nào người đó sử dụng. Nhưng mà tình cờ em cầm điện thoại em chơi thì em mới phát hiện trong đó. Rồi nói chung là mình phát hiện là tin nhắn rồi mình nói chuyện với chồng mình không, hay là mình cũng im lìm luôn? Dạ thì hai vợ chồng có đã nói chuyện với nhau và sau đó thì không có tiếng nói chung được. Ừ.
Rồi là mình ly thân á hả chị? Lúc đó mình ly thân luôn. Dạ, ly đó, khi đó là bắt đầu ly thân để cho nhau thời gian suy nghĩ nếu có thể là rồi trong vòng 4 năm đó thì mình có níu kéo lại được không? Dạ không níu kéo được, bắt đầu mới hôn nhà mình là ly hôn. Là ảnh cũng vẫn qua lại với người kia. Em không quan tâm nữa, tại vì khi đó lòng mình tình cảm nó đã chết rồi, mình không quan tâm đến nó, tại vì biết rằng dù mình sẽ là tại sao mà lúc đó mình không quyết định là ly dị luôn mà mình lại là ly thân? Lý do? Tại vì em suy nghĩ là con còn nhỏ, thứ hai nữa là nghĩ là mình có khả năng để níu kéo người chồng của mình trở về. Nói chung là mình cũng cho một cơ hội. Dạ. Rồi bây giờ thì sau cái cuộc hôn nhân đó trong 2 năm nay chị có tìm hiểu thêm ai không? Dạ, em có tìm hiểu một người bạn trai người nước ngoài, người Mỹ. Rồi lý do vì sao mà tìm hiểu bao lâu và lý do vì sao hai người không đến được với nhau? Tìm hiểu cũng gần hơn một năm. Thì cái người đó người ta cũng đã từng là đẩy đổ trong hôn nhân. Khi đến với em thì em cũng yêu thương người ta thật lòng. Nhưng mà người ta cảm nhận là cái người vợ trước của người ta cũng là người Việt. Thì cái cách, cái quan niệm người ta, cách sống của em và cái người vợ cũ của người ta thì người ta thấy hai người đối lập nhau. Thì người ta mới cảm giác là không an toàn. Nên sau đó thì cái người bạn trai đó người ta chọn là im lặng. Thì mình hiểu là im lặng là có nghĩa là chia tay, thì mình cũng đồng ý quyết định với của người ta. Tại vì người ta có tuổi và người ta cũng nói thẳng với mình là người ta cũng bị một số bệnh, bệnh cũng là nguy hiểm đến tính mạng, nên người ta sẽ dừng lại để cho mình tìm cái hạnh phúc mới. Rồi, bây giờ thì đến với chương trình thì chị có thật quyền yêu cầu cái mẫu người mà chị mong muốn á, thì về ngoại hình nè, về tính cách, về công việc, về độ tuổi như thế nào thì chị yêu cầu giùm em ha. Dạ. Muốn tìm hiểu một người, thứ nhất là người ta trung thủy, bình, trung thực. Rồi về ngoại hình thì như thế nào chị? Không cần đẹp trai lắm, chỉ cần dễ nhìn một chút xíu và cao khoảng tầm 1m70. Chị cao mét mấy? Dạ, em cao 1m66. Dạ. Rồi, bạn trai 1m70 trở lên. Rồi. Còn cao thấp mập ốm cái gì? Ốm hay mập chị? Chị thích mẫu người như thế nào? Dạ, người cũng không mập mập cũng được. Tại vì em cũng ngủ mỉm nên em cũng thích là cái người bạn của mình cũng mập bọc một xíu. Dạ. Rồi, công việc, độ tuổi, quê quán chị? Công việc có một công việc ổn định, rồi người là từ khu vực ở miền Nam mình, Sài Gòn hoặc là Đà Lạt. Là từ đâu tới đâu em không nghe rõ, hình như em bị mất sóng. Dạ, người thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương hoặc Đà Lạt. Nói chung từ đây đổ lên Đà Lạt là được đúng không chị? Dạ. Rồi. Em yêu cầu là người đó có trình độ học vấn đại học trở lên. Rồi, độ tuổi chị ơi. Dạ, từ 45 trở lên. Và cái người đó thì nếu mà người ta cùng hoàn cảnh như em thì càng tốt. Rồi, có những điểm nào chị không thích ở người đàn ông không? Dạ, hút thuốc, không trung thủy. Và gia trưởng. Rồi, ok, thì ở đây chương trình đã ghi nhận hết những cái thông tin của chị rồi. Thì nếu như mà có người phù hợp thì bên chương trình sẽ liên hệ lại với chị để chị lên thành phố Hồ Chí Minh, chị ghi hình giùm em ha. Dạ. Dạ, rồi em cảm ơn chị Lệ nhiều ạ. Dạ, em cảm ơn chị.